Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Trạm tin thị trường của Báo Công Thương số ra ngày 14 tháng 6 năm 2024. Trạm tin thị trường hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý với những nội dung chính sau đây. Beauty blogger Trinh Phạm đang dần đánh mất niềm tin của khách hàng. Chu Thanh Huyền bị tố bán hàng không có tâm. Quảng Ninh thu giữ trên 5.000 sản phẩm thuốc lá điện tử tại Móng Cái. Cẩn trọng với khẩu trang rởm tung hoành thị trường. Mở đầu Trạm tin thị trường, mời quý khán giả đến với chuyên mục Chuyện người bán hàng. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục bình luận, đánh giá và cho rằng beauty blogger Trinh Phạm đang dần mất đi định hướng ban đầu khi xây dựng kênh TikTok vì nhận quảng cáo sản phẩm nhưng lại quảng cáo quá đà về công dụng, đặt mua sản phẩm nhưng chất lượng lại không như quảng cáo. Trinh Phạm là một trong những beauty blogger thế hệ đầu nổi tiếng ở Việt Nam, nổi lên từ YouTube khi chia sẻ về các tips, bí quyết và review các sản phẩm làm đẹp thời trang từ năm 2014 khi vẫn còn du học tại Mỹ, sở hữu lượng fan khủng với hơn 1,2 triệu lượt người theo dõi trên trang YouTube và hơn 300.000 lượt theo dõi trên TikTok. Trinh Phạm có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng mạng. Kể từ khi lập gia đình và gia nhập vào hội mẹ bỉm sữa, cô nàng beauty blogger này còn chuyển hướng sang cả mảng chia sẻ các bí quyết của bà mẹ bỉm sữa chăm sóc con và gia đình, chia sẻ các sản phẩm đồ dùng dành chăm sóc trẻ nhỏ, mẹ bầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua loạt video do nữ beauty blogger chia sẻ, cộng đồng mạng đều cảm thấy Trinh Phạm đang dần mất đi cái chất vốn có của cô khi nhận quảng cáo sản phẩm nhưng lại nói quá công năng của nó. Nhiều người xem lên tiếng bình luận, skincare mua về theo review của Trinh Phạm hầu hết đều không dùng được. Đồ mẹ và bé mua về không dùng được, không như clip chia sẻ. Mình bầu tập đầu, mua bình sữa Chico theo review của bạn này, cố dùng được đúng 2 lần mà lần nào cũng không ra gì. Chính điều này khiến một bộ phận người xem cảm thấy nghi hoặc về việc liệu rằng Trinh Phạm có hay không việc sử dụng sản phẩm không quan tâm chất lượng đến tay người tiêu dùng nhưng vẫn quảng cáo bất chấp. Trước đó, Trinh Phạm cũng đã từng nhiều lần livestream bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok. Một trong những nhân vật bán hàng online nổi tiếng hiện nay trên mạng xã hội chính là Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải. Nữ TikToker này bán sản phẩm chăm sóc da, tóc, hàng hóa được giới thiệu là nguồn gốc có từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, ồn ào xung quanh việc bán hàng online của Chu Thanh Huyền chưa bao giờ có điểm dừng. Chị dùng con này, còn dùng là còn không bao giờ lên mụn, còn dùng là sẽ không bao giờ bị lên mụn nha mọi người nha. Đấy, khúc cuối video thì bảo là còn dùng là không bao giờ lên mụn, nhưng mà đầu video thì lại bảo là em mới lấy nhân mụn xong và em đang ủ như thế này để cho nó kiểu như là nó bật rội bã nhờ bụi mịn, mụn ẩn, mụn cắm, mụn đầu đen ra ấy, để cho cái mặt của mình nó sạch một cách tuyệt đối luôn mọi người. Thế tóm lại là dùng là nó vẫn lên mụn hay là nó không lên mụn? Cộng đồng mạng liên tục có những bình luận hay các video bóc phốt gay gắt về chất lượng các sản phẩm hàng hóa do hot girl Chu Thanh Huyền quảng cáo giao bán trên các nền tảng thương mại điện tử, từ sản phẩm kích thích mọc tóc đến chăm sóc da mặt. Đông đảo cư dân mạng đồng tình cho rằng cần phải làm thật nhiều clip bóc phốt về Chu Thanh Huyền vì nhiều người bị lừa quá, dùng sản phẩm chán lắm, bị kích ứng đến giờ vẫn còn chưa hồi. Đỉnh điểm mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng đặt mua sản phẩm viên uống Biotin Men Bia 10.000 từ hot girl Chu Thanh Huyền nhưng uống xong bị đau bụng, đi ngoài tiêu chảy. Dù đã phản hồi lại nhưng hot TikToker này không phản hồi và chưa đưa ra bình luận. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cộng đồng mạng tiếp tục bóc phốt về nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa mà nữ TikToker này đang bán như tìm mãi bên thị trường Hàn không có các sản phẩm như này, hàng gia công nên chất lượng chỉ vậy thôi. Trước đó, nữ hot girl này còn vướng vào lùm xùm vì quảng cáo mỹ phẩm quá lố, thổi phồng công dụng như tiên dược với những câu khẳng định tìm mọi cách thu hút người xem như toner diệt mụn, kiếp này sẽ không bao giờ bị mụn. Sau những lời quảng cáo có cánh, dân mạng phong cho hot girl này biệt danh cô gái bốc phét nhất TikTok. Ngoài ra, khi livestream bán hàng, nhân vật này nói sai thành phần mỹ phẩm có thể gây hiểu nhầm nghiêm trọng tới người dùng. Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với chuyên mục nhận diện thật và giả của Trạm tin thị trường. Hiện nay, tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng ở nông thôn, vùng cao vẫn còn diễn ra phổ biến. Nếu chỉ nhìn qua về bao bì thì không ít người tiêu dùng sẽ nhầm lẫn hàng giả với hàng thật. Bởi hàng giả hiện nay được sản xuất rất tinh vi, chỉ cần thêm một hoặc thiếu đi một chữ số thì sẽ giống y hệt hàng thật. Cùng Trạm tin thị trường hôm nay điểm qua các đặc điểm nhận diện hàng giả, hàng thật đối với các sản phẩm nước tăng lực Red Bull. Theo các đặc điểm nhận dạng hàng thật hàng giả do công ty TCP Việt Nam, nhà sản xuất nước tăng lực Red Bull và phân phối tại thị trường Việt Nam cung cấp, sản phẩm nước tăng lực chính hãng, phần nắp bật có khắc hình chú bò tót, logo là hai hình chú bò tót màu đỏ đang húc đầu vào nhau và vòng tròn vàng ở giữa. Trong khi đó, ở sản phẩm giả, sản phẩm vi phạm phần nắp bật không được khắc hình bò tót, sử dụng hình ảnh hai con vật khác nhau làm logo như dê, trâu, ngựa và sử dụng nhiều hình khác như hình tấm khiên, hình lục giác. Ngoài ra, các sản phẩm nước tăng lực giả, kém chất lượng, mẫu mã bao bì có phần giống với sản phẩm Red Bull chính hãng, nhưng tên in lại là Respire 250. Trên sản phẩm có in dòng chữ Made in Việt Nam và cùng nhiều ký tự chữ nước ngoài.
Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với chuyên mục Góc khuất thị trường. Xưởng sơ chế thực phẩm sử dụng 2,5 tấn gà đông lạnh nhập lậu và không có nguồn gốc. Xưởng sơ chế thực phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại thực phẩm Hoàng Gia có địa chỉ tại đội 18, thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thường ngày, xưởng này luôn trong tình trạng đóng cửa, mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất, chế biến hàng hóa diễn ra bên trong. Sau quá trình theo dõi, quản lý thị trường Quảng Bình đã kiểm tra đột xuất xưởng sơ chế thực phẩm và phát hiện hơn 2,5 tấn sản phẩm động vật đông lạnh, gồm chân gà, cánh gà, đùi gà đông lạnh nhập lậu và không rõ xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, gần 20 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại thực phẩm Hoàng Gia đang thực hiện việc rút xương chân gà, đóng gói, hút chân không sản phẩm và đưa vào cấp đông chờ đi tiêu thụ. Theo khai nhận ban đầu của chủ cơ sở, công ty Hoàng Gia chuyên phân phối các sản phẩm đông lạnh chế biến từ gà cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, toàn bộ số lượng nguyên liệu trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Chuyên mục tiếp theo của Trạm tin thị trường với tên gọi Hồ sơ quản lý thị trường, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Nội dung biên bản kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường được quy định như thế nào? Một bạn đọc gửi đến chuyên mục Trạm tin thị trường với câu hỏi về nội dung biên bản kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường được quy định như thế nào? Theo tìm hiểu của báo Công Thương, quy định về nội dung biên bản kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường nằm ở Điều 18 Thông tư 27/2020/TT-BCT. Theo đó, biên bản kiểm tra phải lập đúng mẫu quy định và thực hiện theo quy định sau. A. Khi lập biên bản kiểm tra, phải có tổ chức cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện của tổ chức cá nhân được kiểm tra. Trường hợp tổ chức cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện tổ chức cá nhân được kiểm tra vắng mặt hoặc cố tình trốn tránh thì lập biên bản kiểm tra phải có đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc đại diện cơ quan công an cấp xã và người chứng kiến. B. Trường hợp tổ chức cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện của tổ chức cá nhân được kiểm tra từ chối ký biên bản kiểm tra thì khi lập biên bản kiểm tra phải có đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc đại diện cơ quan công an cấp xã hoặc hai người chứng kiến và ghi rõ lý do từ chối vào biên bản. Về nội dung biên bản kiểm tra, A. Biên bản kiểm tra phải ghi đầy đủ chính xác kết quả kiểm tra đối với từng nội dung kiểm tra, ý kiến của tổ chức cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện của tổ chức cá nhân được kiểm tra, đại diện cơ quan phối hợp kiểm tra, người chứng kiến nếu có, ý kiến đánh giá kiến nghị đề xuất của đoàn kiểm tra đối với vụ việc kiểm tra. B. Biên bản kiểm tra phải có đủ chữ ký của đại diện các bên liên quan đến việc kiểm tra, lập biên bản kiểm tra. Trường hợp biên bản có nhiều trang, nhiều liên thì phải có chữ ký của những người này vào từng trang, từng liên của biên bản, kể cả phụ lục và bảng kê kèm theo biên bản kiểm tra. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Quản lý thị trường 24 giờ. Nhằm tăng cường công tác kiểm tra đối với sách giáo khoa giả trên thị trường, ngày 12 tháng 6 năm 2024, đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra đột xuất nhà khách Kiều Trâm có địa chỉ tại số 76 đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Qua kiểm tra phát hiện nhà sách đang buôn bán các loại sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với số lượng 5.547 quyển, tổng trị giá hàng hóa hơn 117 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa là sách giáo khoa trên bìa có ghi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, có tem chống hàng giả, có dấu hiệu giả mạo sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Khi dùng đèn chiếu lên tem chống hàng giả trên bìa sách thì tem không hiện họa tiết phản quang GD, không có họa tiết in nổi, phần phủ nhũ không cao được. Ngoài ra sách không được đóng trong thùng cắt tông của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đội quản lý thị trường số 4 đã tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng trên để xác minh, điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Thưa quý vị, Trạm tin thị trường số ngày 14 tháng 6 năm 2024 của báo Công Thương xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trạm tin thị trường tiếp theo.